Shop Trần Đạt xin chào tất cả quý anh em. Hôm nay thì lên cho anh em một cái chương trình khuyến mãi anh em ơi. Thì cũng khá là lâu rồi không giới thiệu lại cái dàn ốc Dream này, là tại vì đợt này ốc này nó khan hiếm anh em. Hôm nay mình mới về được khoảng vài trăm bộ á, thì lên cho anh em nha. Đó, thì ốc Dream và ốc Quay này là hàng nội địa Thái Lan mới nha anh em nha. Mới 100%. Ốc chân vàng thì nó rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ mở cho anh em coi ha, để cho anh em chúng ta đầu tiên là anh em cứ nhìn qua bộ ốc một cái để anh em chúng ta coi cái chất lượng nó như thế nào, ưng ý thì anh em chúng ta mua, còn không ưng ý thì coi cho vui thôi anh em nha, không cần phải mua gì hết. Tại vì bên Đạt là ưu tiên là khi mà bán hàng cho anh em, khi mà giới thiệu một cái sản phẩm nào tới cho anh em là phải giới thiệu chi tiết cũng như là mình báo giá kỹ càng, mình quay kỹ càng nguồn gốc xuất xứ cho anh em để anh em yên tâm nha. Rồi bây giờ mình sẽ khui nha, hai cái vật màu trắng là hai cái bộ ốc anh em, còn cái phần ở phía trên nó sẽ là quà tặng nha. Rồi đây, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình mở cho anh em. Thì cái bộ này, một bộ bên này nó sẽ có cái mã là đây này, mã là GN5 này. Đây này, thấy chưa? Mã GN5 này và một cái dòng chữ Thái này. Đấy, thì cái bộ này đó là ốc của Rim nha anh em nha. Ốc của Rim Thái. Thì một bộ trên này giá của nó thì cũng rất là hữu nghị luôn anh em, 650.000. Thì một bộ như này đó nó tờ hơn 150 chi tiết lận, nó nhiều lắm, nhiều ốc trong này lắm. Mình sẽ đổ cho anh em coi luôn nha. Đây, nhiều. Cực kỳ nhiều ốc trong này luôn. Đây, mấy cái tem này là mấy cái tem dạng như bên Thái họ ghi cái gì Đạt cũng không hiểu lắm. Bữa là có dùng Google dịch đặt dịch ra thì một cái này nó là ghi làm dàn ốc chất lượng cao, còn trên này nó ghi làm bộ ốc dành cho dòng GN5 là dòng Rim á nè, dòng Rim. Rồi sẽ bỏ riêng ra. Thì đây, nó sẽ có rất là nhiều túi cho anh em, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đấy, 4 túi và một đống cốt ở đây. Thấy không? Thì cái đống cốt này là gồm có một cốt gấp này. Đây, cái cốt này là cái cốt gấp này. Đó. Rồi một cái này là bát chống mái đùm này, mái đùm sau. Đó. Rồi bát này là bát yên này. Thấy không? Bát yên nhá. Đây, một cái bát yên. Một cái này là bát treo biển số này nha. Cái này là hai con ốc bát ốc treo máy này, hai con ốc này ốc treo máy này. Cốt treo máy. Hai con này là cốt bắn trước sau này. Đấy, cốt bắn trước sau. Và con này là cái cốt này là cái cốt chống đứng nha anh em nha. Cốt chống đứng. Thì đầu tiên mình sẽ mở cho anh em coi dàn ốc luôn. Dàn cốt này trước tiên ha. Thì đây, đếm cho anh em. 2 này, 4 này, 5 này, 6 này. Đấy, 6 cái cốt và 3 cái bát lớn ha. 6 cái cốt và 3 cái bát lớn thì tính ra là nếu mà bây giờ ốc tính cốt này không, một con này chỉ cần 50, một cây này chỉ cần 50 ngàn một cây thôi. Được ha? Chỉ cần với mức giá là 50.000 một cây thôi. Thì ở đây là 6 cây, 6 x 5 là 30. Đấy, 6 x 30 thêm một cái bát yên này phải tầm 150 thôi. Đấy, là 450. Hai cái bát này mỗi bát 50 nữa là 550. Đó, nếu mà tính dàn cốt này không nha anh em nha, tính giá thị trường nha anh em. Đấy, tính giá hàng Thái thị trường nha anh em thôi. Là cái dàn cốt này không là anh em đã khoảng bỏ qua khoảng gần 600 ngàn rồi. Mà bây giờ còn đây, 1 bịch, 2 bịch, 3 bịch và 4 bịch. Thì bây giờ mình sẽ mở cho anh em coi ở trong những cái bịch này nó là cái gì ha, để chúng ta cùng tham khảo luôn. Đây, sẽ để đây là chút xíu cho nó rộng. Rồi, mình sẽ mở đầu tiên cái bịch này là, trong này nó rất là nhiều bát này. Bát và cốt rất là nhiều ở trong này nha. Bát, cốt nhiều lắm. Rồi, mình sẽ mở cho anh em coi luôn. Đây, anh em sẽ nhìn giúp mình nha, để anh em coi xem là trong cái này nó có những cái gì mà cái mức giá 650.000 một bộ ốc mà nó lại hot như thế. Đây, cái này ốc này Đạt khẳng định với anh em một điều là ốc này sẽ đẹp hơn ốc Honda Việt Nam rất là nhiều nha. Đấy, mình dám khẳng định với anh em luôn. Tại vì sao? Mình sẽ cho anh em coi lý do vì sao nó đẹp hơn và tại sao nó lại rẻ như vậy. Thì rẻ như vậy là do hàng bên Thái anh em, hàng nội địa Thái nó rất là ngon, mà được cái nó ngon mà nó bổ rẻ nữa, cho nên là cái mức giá của nó cực kỳ hợp lý luôn. Đấy, giống như bữa Đạt lên cho anh em cái bộ cốt cam của Rim Thái hàng nội địa, mà con đấy nó là hàng chính hãng luôn, còn con này nó là hàng nội địa trong nước sản xuất thôi nha, trong Honda Thái Lan họ sản xuất thôi chứ không phải là hàng chính hãng. Đấy, thì đây anh em nhìn cặp cốt này, em thấy đã không? Cặp cốt này nếu như mà hàng Honda giao băng nha anh em nha, thì mức giá của nó là khoảng 400.000 một cặp như này. Đấy, 400.000 hai cây như này nếu mà là hàng Honda Thái Lan, Honda giao băng, đấy là khoảng 400.000 một cặp như này. Thì hàng Thái thì nó cũng ánh xanh lên nhẹ này, nhưng mà cái mức giá của nó rất là tốt đó anh em, không có trong bộ ốc này 650 luôn. Đây, hay là cặp bát thắng này, em thấy nó ánh xanh ánh tím đây đâu.
Đó, rất là đẹp luôn, nhưng mà cái mức giá nó rất là phải chăng luôn ha. Ở trong bộ ốc này người ta tặng thêm luôn lò xo này, lò xo cho anh em luôn nha. Đó, anh em thấy không? Rất là ok. Nói chung là về mức giá là mình nghĩ là với cái mức giá này là mức giá vô địch rồi anh em. Đây, thêm một cặp bát tăng sen đó. Rất là nhiều anh em. Bộ ốc này mình giới thiệu cho anh em là nó sẽ hơi dài nha. Đây, bát tăng sen này. Đấy, anh em thấy chưa? Rất là nhiều các cái loại luôn. Cho nên là nếu như mà để mà tính anh em, tính về cái mức giá thì thực sự luôn, cái này là giá phá đảo luôn anh em. Đó. Thì bộ ốc này Đạt hồi trước đã ba đã đếm thử rồi nha anh em nha. Thì về cái số lượng của nó là nó tới 150 chi tiết lận. Rất là nhiều luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ đổ thêm một bịch ra cho anh em coi ha. Đây, một bịch nữa. Cái bịch này là một cái bịch ốc này là ốc giả náo nha anh em. Wow. Có luôn những cái con ốc trống bự luôn em ơi. Con ốc trống bự này rất là hiếm nha. Này, con ốc trống bự này này, rất là hiếm nha, không phải là dễ kiếm mà đâu anh em. Đó mà có luôn nha, ốc trống bự này có luôn, ghê chưa? Có cả ốc trống bự này ngày xưa là đã bán là hình như là 200 ngàn một cặp hay sao á. Giờ trong này có luôn, ghê thật. Rồi, ốc ba gà mũi có luôn. Đây, ốc ba gà mũi này nè, con này nó dài thòn luôn, cái lông đầy nó rất dài luôn nha. Rồi, ốc này rất là bự. Đó, có luôn trong này nha. Rồi, tiếp theo thì đây, có ốc cốp luôn. À dạ, ốc cốp có luôn nè. Này bộ này nhiều ốc ghê luôn em ơi. Rồi như là ốc già ngoài đã đủ hết luôn này. Ốc già náo thì cái là đủ hết luôn này. Nhiều lắm. Đây, ốc cốp có luôn. Wow, con lồng đèn nó dày kinh luôn nè. Này, con lồng đèn nó rất là dày luôn. Thấy không? Con lồng đèn nó dày lắm. Đây, mình sẽ lấy một con lồng đèn khác cho anh em coi này. Nó như là bố với con đấy. Đây, anh em nhìn này. Đó, anh em thấy chưa? Nó siêu dày luôn này. Cái con lồng đèn cái nó mỏng lét luôn. Đó, anh em thấy không? Thì con lồng đèn ốc cốp rất là chất lượng luôn nha. Xi bóng đẹp ghê. Đấy. Cả ốc cốp này thì đã đang bán bên shop mình là 80.000 một cặp nha. Trong này có luôn. Khỏi cần phải mua thêm. Rồi các cái ốc như là ốc học yên rồi ốc học đèn này kia có luôn em. Đó, rất là nhiều nha. Thì cái này nó gần như là dư rồi, dư ốc già não rồi. Đây. Này ống chỉ này em. Ống chỉ luôn nha. Rồi và bên này, đây sẽ lùa qua này một bên. Bên này là một cái vật ốc ốc phục này nọ này. Đây, cũng nhiều lắm, ốc phục lò xo các thứ này. Wow, lò xo vàng ươm luôn em. Đây, lò xo vàng ươm luôn, rất đẹp. Đó, lò xo là vàng ươm luôn nha anh em nha. Đấy, nhìn là thích ngay. Mê luôn đúng không anh em? Rất đẹp. Bình thường thì lò xo này đặt bán là 60.000 một cặp, 60.000 một con anh em nha. Như này là lò xo này là chống nghiêng này. Lò xo này là chống đứng này. Lò xo này là lò xo cái này tất cả nó đều ánh xanh lên em, rất là đẹp luôn. Thật sự là nhìn rất là mê nha. Đó, những anh em nào mà chúng ta nghiện đồ Thái là anh em nhìn cái màu này anh em rất là thích luôn, thật sự. Cái màu này rất là đẹp nha anh em. Đấy. Rồi, thì ngoài ra nó có thêm những cái lông đèn này, lông đèn này là lông đèn của ốc phục này anh em. Đấy, rồi ốc phục này, ốc phục, bốn con ốc phục này rất là giá trị nha. Đó, thì bộ rim, bộ quay thì nó cũng tương tự như nhau thôi anh em. Nó không khác nhiều nha. Nó chỉ khác một số cái chi tiết đặc thù của trên xe thôi. Mình sẽ giới thiệu bộ quay bộ rim cho anh em nha. Bộ quay nó cũng tương tự như thế. Đấy. Nhìn thấy chưa? Ốc phục luôn này. Mấy con này mà mua rất là mắc tiền nha anh em nha. Đấy thường là 30-40 ngàn một con không. Đó. Rồi. Thì một bộ ốc này. Đây nó có cả ốc xả nhớt luôn nè anh em. Ốc xả nhớt luôn. Mình sẽ mở cho anh em coi luôn. Nó rất là nhiều ốc nha. Ốc này rất là nhiều con ốc ở trong này. Đây. Ốc xả nhớt luôn nha. Đó, anh em thấy chưa? Ốc sả nhớt có luôn. Ốc sả nhớt này là Estanda chắc ăn rồi. Cục can này. Cục can bán có luôn. Wow, rất là nhiều nha anh em nha. Rất là nhiều. Đó, ốc hộp xích. Đầy đủ ốc hộp xích cho anh em. Ốc thùng xăng có đầy đủ cho anh em hết luôn. Đấy. Ốc hộp xích là dòng lông đèn nó dính liền này. Này. Đây này anh em. Ốc hộp xích là cái lông đèn nó dính liền nha. Nó không có rớt ra ngoài nha. Đấy. Anh em thấy chưa? Rồi thì một ổ ốc full một ốc như vậy luôn. Thì mức giá của nó là chỉ có 600 a quên chưa. Còn với một bịch này nữa này anh em. Bịch này là bịch ốc đầu bò nha. Ốc đầu bò. Mình cũng không hiểu tại sao nhưng mà bộ ốc này đáng là ốc dàn ngoài thôi nhưng mà nó lại tặng cho mình ốc đầu bò và một bịch ốc lốc máy này anh em. Đây là ốc lốc máy này. Đây mình sẽ mở cho anh em coi bịch ốc lốc máy luôn nha. Mình cũng không hiểu tại sao mà bộ ốc này nó người ta bán cho Đạt á, người ta giao cho Đạt là ốc dàn ngoài nhưng mà không hiểu lý do gì mà nó có ốc lốc máy trong này luôn. Anh em biết bộ ốc lốc máy này đạt bán lẻ mức giá là 200 ngàn một bộ nha. Mà không biết tại sao họ tặng trong này luôn.
Đó, rất là nhiều ha. Thì tính ra là nếu mà bộ ốc này anh em mua lẻ lẻ đi, mình tính đơn giản thôi. Bây giờ bộ dàn cốt này tính 500 ngàn thôi. Hai cái cốt này, hai bát này, hai bát tăng sen là 200 ngàn nữa. Tính đơn giản thôi là đã là 700 rồi. Dàn lò xo này, dàn lò xo này tính nhẹ nhàng cho anh em thôi. À, dàn lò xo này tính nhẹ nhàng cho anh em là ba cái này đi, với lại nó tính 100 ngàn thôi. Đấy, tính 100 ngàn thôi. Dàn ốc dàn áo này là 200 này, đang bán dàn ốc dàn áo là 200 mà không có đủ hết đâu nha anh em nha, không có hai con này đâu, không có hai con này với lại ốc ba ga mũi này đâu, là 200 ngàn đó. Rồi là đã là 900 rồi, chín đâu 500 với này 200 nữa là 700, 700 với 200 là 900, 900 với 100 lò xo là 1 triệu. 1 triệu ốc dàn ốc lốc máy này là 200 là 1 triệu 2, ốc đầu bò này là bán 90 ngàn nữa. Đấy là tính ra một bộ này không anh em là phải 1 triệu 1 triệu 3, 1 triệu 4 đó, rất là mắc tiền. Mà bây giờ mức giá bên mình bán chỉ có là 650.000 thôi thì thực sự rất là rẻ rồi nha. Tuy nhiên là hôm nay á thì bên mình đã gọi là chương trình khuyến mãi thì bên mình sẽ tặng cho anh em nha. Đây thì mình để sẵn rồi, mình để sẵn ở trên này rồi. Thì như bên này á nó là cái tay thắng này, tay thắng nha. Thì bên mình cái tay thắng này anh em hỏi là không có tem Honda là không phải đâu anh em, tại vì nó là hàng tồn kho. Nó anh em sẽ nhìn cho mình nha. Đây này nó có chữ CP này. Đây có chữ CP này, nó thấy không? Đó là chỉ có hàng tồn nó mới có thôi. Còn nếu như anh em mua hàng Honda Thái Lan mới là nó cũng không có luôn nha. Cái này là cam kết với anh em luôn. Nếu anh em mua hàng Honda Thái Lan mới, tem Honda Thái Lan mới nó cũng không có luôn. Chữ CP này, nếu mà anh em nào chúng ta chơi rim Thái thì anh em cũng biết rồi. Chữ CP này. Đấy, đời 9899 nó mới có nha anh em nha. 97 9899 là sẽ có cái chữ CP. Còn đời trước thì nó cũng không có. Mà đời 2000 trở đi là nó không có luôn nha. Đấy thì cái tay thắng này là tồn kho, bên Đạt đang bán là 100 ngàn một cây. Đấy thì cái mức giá này là mức giá siêu siêu rẻ cho anh em rồi. Bữa trước Đạt về thì rất là nhiều không đủ bán luôn. Thì khi anh em mua một bộ ốc rim, mình sẽ tặng cho anh em một cây nha. Để anh em về anh em thay thế cho xe nhà luôn cho nó mới mẻ cho nó ngon. Tại vì đa số là cái tay này á thì anh em bóp nhiều nó cũng chảy sơn, hoặc là anh em ngã xe này kia nó cũng cong vẹo hết rồi, không có còn đẹp nha. Nhiều xe thì nó còn bị gãy luôn em, nó bị gãy cụt cái đầu đi luôn. Rất là xấu, bóp rất là đau tay. Thì nếu anh em mua bộ ốc rim thì mình sẽ tặng cho anh em một tay thắng rim tồn kho. Đây, tay thắng CP nha anh em nha. Còn CP chưa hay nhiều anh em gọi là tay thắng số 10 á. Còn nếu như anh em mua bộ ốc quay thì bên mình sẽ tặng cho anh em một tay thắng quay nha anh em nha. Tay thắng quay hàng Honda Việt Nam. Đây, tay thắng quay hàng Honda Việt Nam nha. Tại vì theo là tham khảo là cũng coi rồi thì thực ra cái tay thắng quay Thái và tay thắng quay Alpha nó y chang nhau, nó không khác gì hết. Cho nên thôi, anh em lấy tay thắng quay Alpha gắn là ok, không có cần phải mua tay thắng quay Thái làm gì à. Đó tại vì nó giống hệt nhau, nước sơn này kia nó y chang nhau hết em, mình không thấy nó khác gì. Cho nên là tặng anh em một tay thắng quay Alpha đó. Mình nói thẳng nha, quay Alpha mình báo quay Alpha chứ là không báo quay Thái nha. Là đúng quay Alpha mình báo quay Alpha cho anh em. Đấy thì cái tay thắng này đã bán lẻ mức giá là 80.000 đó. Thì mình cũng đem lên, mình lên chương trình khuyến mãi cho anh em. Một bộ ốc này nó quá nhiều đi, thật sự nó rất là nhiều luôn em. Mỗi lần review cho anh em là nói thường là clip nó phải tầm 10 phút trở lên chứ không bao giờ mà dưới được, tại vì bố nó rất là nhiều, rất là cái nhiều cái nói. À và đúng rồi, mình chưa có khui cái dàn cốt này cho anh em coi luôn. Đây cái dàn cốt này mình sẽ khui cho anh em coi cái màu của nó này, anh em nhìn là anh em mê luôn ha. Đây anh em nhìn cái màu cốt giúp Đạt nha. Đó anh em thấy cái ánh xanh ánh tím không, nó không phải là trắng nha anh em nha, nó sẽ có ánh xanh ánh tím lên rất là đẹp. Đấy nhìn rất là mê luôn em ơi. Đó này này, rồi mình sẽ khui hết cốt và bát cho anh em coi luôn. Đây sẽ cùi hết cốt rồi bát cho anh em coi luôn nha. Đây này, một cây này, cốt gắp này, cùi luôn. Và đây là cốt bắn sau này. Đây, cùi hết cho anh em, bát luôn. Đây anh em ha. Đây, anh em nhìn cái dàn cốt của mình nha. Đây, anh em nhìn cái dàn cốt này, anh em sẽ thấy nó chất lượng như thế nào. Đó, anh em thấy chưa? Dàn cốt là cực kỳ chất lượng luôn, anh em nhìn cái đầu màu của nó này, anh em phải biết nha. Và cốt này anh em lưu ý có tán cho anh em luôn nha. Này có tán luôn, có đầy đủ tán cho anh em luôn. Về là anh em gắn vô là xài thôi. Đấy anh em nhìn cái màu là anh em biết thấy ưng rồi đúng không? Đó rất là đẹp. Thì một bộ ốc như thế này đã bán là 650.000. Có hai mẫu cho anh em, rim và quay. Rim là anh em có thể mua gắn cho Super Rim hoặc Rim Thái đều được. Còn quay thì anh em có thể chúng ta mua gắn cho quay Alpha, quay Thái 110, quay Trung Quốc đều gắn được nha. Anh em là chúng ta có nhu cầu thì liên hệ với shop của mình, số điện thoại 0915 434 973. Bát ốc là như thế nào trong clip là mình giao cho anh em y chang như vậy nha. Hàng mới 100%, nguyên đai nguyên kiện trong bịch, cho nên anh em mua hàng cực kỳ yên tâm luôn. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn anh em ở những video tiếp theo nha.